Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với chương trình Quan điểm được phát hình hàng tuần của Việt Face TV. Thưa quý vị, và khách mời vẫn là thành phần quen thuộc mà chúng ta đã có. Hân hạnh được chào đón lại một lần nữa thị trưởng thành phố Washington ông Tạ Đức Trí và luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California. Xin hai vị gửi lời chào đến khán giả của chúng ta. Dạ, chúng tôi xin gửi lời chào đến hai anh, gửi lời chào đến quý khán giả và đồng hương. Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Việt Face cũng như là hai anh Dũng và thị trưởng Tạ Đức Chí. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã đón nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý vị trong chương trình tuần trước, chương trình đầu tiên mà tôi thay thế cho Tyler Diệp, thì cũng xin cảm ơn cái sự ủng hộ quý vị và một số các cái ý kiến đóng góp quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa dần dần để cho chương trình ngày càng đáp ứng đúng theo nguyện vọng của quý vị. Tuy nhiên về cái vấn đề quan điểm của hai vị khách mời thì chắc chắn là tôi không thể can thiệp được. Do đó là đây là cái chương trình quan điểm của từng cá nhân của mỗi người. Dĩ nhiên cái chương trình này nó không mang theo một cái ý nghĩa là nó phải là những cái đường lối chủ trương của Vietface TV. Và bây giờ thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được hai đề tài hai vị khách mời của chúng tôi lựa chọn. Trước hết, luật sư Trần Thái Văn đã lựa chọn cái đề tài liên quan đến cái việc bạo loạn diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Qua đó thì chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội cũng như là đa số kể cả các đảng viên Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ bàn cãi rất nhiều các vấn đề liên quan đến hậu quả của nó. Qua đó thì chính phủ cũng như là Quốc hội cũng đã đề ra những cái đường hướng làm sao để có thể thành lập những cái ủy ban điều tra một cách cặn kẽ hơn về nguyên nhân cũng như là các ảnh hưởng mà cuộc bạo loạn này đã diễn ra tại Điện Quốc hội. Không những chỉ riêng người dân Hoa Kỳ nhìn vào mà cả dư luận thế giới đều bàng hoàng khi cái sự việc nó xảy ra tại một cái quốc gia được xem là nơi an ninh tối đa. Thế nhưng nó đã xảy ra và tất cả những hình ảnh trong suốt 6 tháng vừa qua hiện giờ vẫn có đôi lúc FBI vẫn tung ra những cái đoạn video mà chúng ta chưa từng được xem và báo chí Hoa Kỳ với truyền thông chính thống vẫn đề cập tới nó hầu như là mỗi ngày. Một trong những cái vấn đề đề cập đến đây là phía Hạ viện trong thời gian vừa qua do phía Dân chủ nắm đa số. Họ cũng đề ra một số các kế hoạch làm sao để thành lập một ủy ban để điều tra cặn kẽ vấn đề này. Tuy nhiên dĩ nhiên là gặp sự chống đối từ phía các đảng viên, các thành viên của đảng Cộng hòa. Và đặc biệt nó đã bị cản trở tại Thượng viện. Tuy nhiên cuối cùng thì Hạ viện trong thời gian trưa vài tuần trước đây cũng đã bỏ phiếu để bầu và thông qua với cái số phiếu đạt là 220 trên 190. Và một ủy ban được thành lập để điều tra vụ việc này. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì qua những cái sự kiện đã diễn ra và liệu cái ủy ban này có đáp ứng lại được đúng cái yêu cầu, cái nguyện vọng của tất cả mọi người là tìm hiểu thêm các chi tiết cặn kẽ đối với vấn đề hay không? Chúng tôi mời luật sư Trần Thái Văn sẽ giải đáp vấn đề này. Rất là cảm ơn anh Dũng và đây là một cái đề tài mà có thể nói là rất là cập nhật đối với những cái sự kiện đang xảy ra. Tại Hoa Kỳ, như quý vị cũng biết, đó là vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đầu năm vừa qua thì có một cái cuộc bạo loạn ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ trong lúc mà Phó Tổng thống Mike Pence cùng với các dân biểu và thượng nghị sĩ họ đang chứng kiểm cái số phiếu của đại bội cử tri đoàn để mà chứng chỉ là ông Tổng thống hiện giờ là ông Tổng thống Biden, lúc đó là cựu Phó Tổng thống Biden được đắc cử, cũng như bà Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Bởi vậy nên có một cái cuộc để ôn lại, có một cái cuộc meeting, một cái cuộc rally rất là lớn, cả chục, nếu mà không muốn nói cả trăm, gần cả trăm ngàn người dân họ đã đổ về trong cái cuộc rally đó ngay trước Quốc hội, mà có ông Tổng thống Donald Trump cùng với rất nhiều các chính khách của đảng Cộng Hòa, nhất là khối bảo thủ đã cũng lên tiếng và kêu gọi cái sự áp dụng hoặc là đáp ứng lại cái vấn đề voter fraud, là gian lận bầu cử, thưa quý vị, cũng như là có những cái sự bức xúc liên hệ đến cái cuộc kiểm phiếu của các tiểu bang trong tháng 12 và đầu tháng Giêng. Bởi vậy nên đây là cái lần đầu tiên, sau khi lần thứ nhì, thưa quý vị, trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ sau năm 1812, khi mà quân Anh Quốc hồi đó dưới thời ông vua đã chiếm Hoa Thịnh Đốn và đã đốt cháy và đập phá Quốc hội Hoa Kỳ, thì đây là lần thứ nhì năm 2021 khi mà có một cái cuộc bạo loạn mà đã xúc phạm vào ngay trong hậu trường của Quốc hội Hoa Kỳ, trong cái tòa nhà
Quốc hội. Bởi vậy nên đây là một cái sự kiện mà như anh Dũng nói đó, nó gây cái sự hoang mang cũng như là ngỡ ngàng của dư luận thế giới chứ không riêng gì tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái vấn đề này nó trở thành một cái đề tài và một cái trái banh chính trị giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hiện giờ. Tại vì đảng Cộng Hòa họ không muốn thấy, nhất là các dân biểu và thượng nghị sĩ, họ không muốn thấy có một cái ủy ban đặc nhiệm điều tra về cái vấn đề này, vì họ nghĩ rằng đây là cái việc nó đã xảy ra và các cơ quan công lực họ cũng đã làm việc rồi, không cần phải chính trị hóa hoặc là phô trương cái việc này, tại vì cũng đã có hơn 500 những người mà đã xông vào và bạo hành. Nếu mà có những cái sự bạo hành trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang bị truy tố tại các tòa án trên toàn quốc Hoa Kỳ hiện giờ, và không biết bao nhiêu người cũng đã bị bắt trong cái ngày hôm đó, ngày 6 tháng Giêng. Và sau đó khi mà các cơ quan công lực họ đã điều tra cái việc này. Nhưng mà trở lại về cái vấn đề ngày hôm nay, thưa quý vị, mà quan trọng hơn nữa đó là đây cũng là một cái sự đấu đá một lần nữa giữa các dân biểu Cộng Hòa và dân biểu của phía đảng Dân Chủ. Thì bà Nancy Pelosi là Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện của Hạ viện hiện giờ đã bổ nhiệm, đã lập ra một cái ủy ban đặc nhiệm để mà có 13 người, thì bà đã bổ nhiệm 8 người dân biểu phía đảng Dân Chủ. Thì ông Kevin McCarthy là dân biểu lãnh đạo khối đối lập, là khối Cộng Hòa, dù rằng ông đã lên tiếng chống đối về cái mô thức thành lập một cái ủy ban này, nhưng mà cũng sẽ bổ nhiệm thêm 5 người nữa để mà có một cái ủy ban đặc nhiệm để giải quyết cái việc này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái trò chơi chính trị, thưa quý vị, để cho chuẩn bị cho năm 2022. Bởi vậy đây là một cái việc mà chúng ta có thể bàn thêm, thưa anh. Dạ vâng, xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí. Dạ, thưa anh Dũng cũng như là thưa luật sư Trần Thế Văn, chúng tôi rất là đồng ý những nhận định của luật sư Trần Thế Văn. Đây là một cái trò chơi về vấn đề chính trị. Thì cái vấn đề mà ý tưởng thành lập hay là đưa ra thành lập một ủy ban cho cái sự việc ngày 6 tháng Giêng 2021 đó, đã được đưa ra vào khoảng giữa tháng 2 bởi bà Chủ tịch Hạ viện là Nancy Pelosi, và sau đó Hạ viện đã bỏ phiếu với cái số phiếu đa số của các đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện, và hình như là chỉ có 30 mấy phía bên Cộng Hòa, các chính khách thuộc Hạ viện đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu theo. Tuy nhiên cái việc này nó đã không thành khi mà hình như vào cuối tháng 5 đó, thì các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã dùng cái luật đó, là nếu mà muốn thông qua cái ủy ban này phải có tới 60 phiếu, và phía đảng Dân Chủ đã không đủ cái túc số 60 phiếu tại Hạ viện. Thành ra cái việc mà thành lập một cái ủy ban này đã bị thất bại một lần vào hình như là cuối tháng 5, thưa tất cả quý vị. Và bây giờ đó thì cái việc này đã được đem ra một lần nữa tại Hạ viện với cái sự thương lượng từ phía bên đảng Dân Chủ, đó là đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ sẽ bổ nhiệm một số thành viên vô. Và cái mục đích đó, cái mục đích của cái ủy ban để mà đi tìm hiểu hay là đưa ra những cái quyết định cho những cái kết quả hay là điều tra vào ngày 6 tháng Giêng 2021 đó, tại tòa nhà Quốc hội, thật ra là nó có ẩn ý nhiều về vấn đề cho cái cuộc tranh cử 2022 nhiều hơn. Bởi vì luật sư Trần Thế Văn cũng đã trình bày khá rõ và chúng tôi cũng đồng ý đó, là trong 6 tháng vừa qua đó thì các cơ quan điều tra, đặc biệt là cơ quan FBI cũng như là Bộ Nội an đó, thì họ đã điều tra và họ đã bắt giữ khá là nhiều người. Bởi vì chúng ta biết tòa nhà Quốc hội dù gì đi nữa đó, họ cũng có những cái hệ thống camera an ninh. Thành ra với những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ đó thì họ đã tìm hiểu và họ đã tìm ra rất nhiều những người mà có những cái hành động phá hoại khi mà đi vào trong cái khu vực ở phía bên trong tòa nhà Quốc hội. Thì phía bên Cộng Hòa đó, phía bên Cộng Hòa thì họ cũng có những cái sự khá lo lắng. Tại phía bên Cộng Hòa thì chúng ta thấy đó cũng có hai khuynh hướng. Khuynh hướng đó, khuynh hướng ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump, cũng như là một cái khuynh hướng không có ủng hộ. Thành ra hai khuynh hướng này đó, phía đảng Cộng Hòa họ cũng đang gặp một số những thử thách. Bởi vì phía đảng Cộng Hòa họ đang có cố gắng đó, họ tạo cái sự đoàn kết trong đảng.
Mà phía đảng Dân Chủ đó, họ chắc chắn họ sẽ dùng cái việc thành lập ủy ban này đó để họ có sẽ đưa ra những lập luận sẽ tạo nên những cái sự không thuận lợi cho phía đảng Cộng Hòa. Thì hai đảng hiện nay đó, họ đang nhắm tới cái cuộc tranh cử 2022. Tuy cuộc tranh cử 2022 là một cuộc tranh cử được xem là giữa mùa, tuy nhiên nó cũng vô cùng quan trọng, bởi vì 435 ghế tại Hạ viện đều phải bỏ phiếu lại, cũng như một số chính khách tại Thượng viện cũng phải bỏ phiếu lại. Thành ra đảng, cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ họ cũng hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục chiếm thêm ưu thế tại Hạ viện lẫn Thượng viện. Cảm ơn ý kiến của hai vị rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi muốn xin cái sự nhận định của hai vị ở đây đó, là chúng ta thấy rõ ràng là trong cái mục tiêu này thì rõ ràng phía Dân Chủ họ thành lập ủy ban này để có thể điều tra và đổ tất cả những cái lỗi này vào cựu Tổng thống Donald Trump. Thế thì nhìn vào cái thành phần ủy ban, chúng ta cũng thấy là phía Dân Chủ thành viên đông hơn phía Cộng Hòa. Điều này là một cái mục đích rõ ràng của phía Dân Chủ. Thế tuy nhiên, lật lại một cái câu hỏi là đứng về phương diện người dân, đứng về phương diện lịch sử, chắc chắn sự kiện này sẽ được ghi nhận vào lịch sử Hoa Kỳ và nó sẽ được lặp đi nhắc lại trong nhiều thế hệ tiếp nối trong thời gian sắp tới. Như vậy thì cái việc thành lập một cái ủy ban điều tra cặn kẽ nguồn gốc và nguyên nhân của nó để phân định lỗi chính thức từ ai và nhận định tất cả những khía cạnh của vấn đề, loại bỏ tất cả vấn đề chính trị mà hai vị vừa đề cập, thì nó có cần thiết để ghi vào lịch sử Hoa Kỳ hay không? Xin mời luật sư Trần Thái Bình. Khi mà anh nói như vậy, tôi nhớ tới một cái câu người Mỹ họ nói đó là có một ông khách đó, ông vào một cái quán bar. Dạ. Rồi họ nói, ô, tại sao ở đây lại có uống rượu vậy? Chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị là như vậy. Là nếu mà không nói có chính trị ngay tại Quốc hội hoặc là với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ đó thì chắc chắn là cái chuyện đó không có rồi, thưa quý vị. Tại vì tất cả những việc gì họ làm cũng đều liên hệ đến chính trị và cái quyền lợi của đảng cũng như là người dân, mong là của người dân Hoa Kỳ. Bởi vậy nên khi mà đảng Dân Chủ qua cái sự lãnh đạo của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lập ra cái ủy ban đặc nhiệm này cũng là một cái hành động chính trị rất là rõ, thưa quý vị. Mà trước đó đó thì họ muốn bên phía Dân Chủ họ muốn lập ra một cách chính thức hơn nữa và rộng lớn hơn nữa là một cái commission, một cái ủy ban ngoài Quốc hội của các thành viên, các cựu viên chức để mà ngồi trong cái ủy ban này, một cái commission, thưa quý vị, có Dân Chủ và có Cộng Hòa, nhưng mà phía Cộng Hòa họ đã từ chối. Bởi vậy nên bên Hạ viện họ mới lập ra một cái ủy ban đặc nhiệm như vậy. Về phương diện lịch sử, thưa anh Dũng, chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cái dấu footnote mà thôi, cái dấu nhỏ mà thôi. Tại vì trong hơn 6 tháng vừa qua thì chúng ta cũng biết đó là đảng Dân Chủ cũng như là giới truyền thông, nếu mà nói giới truyền thông mà đã không thích ông Trump đó, là họ đã đổ tội cho ông Trump hàng ngày về cái khi mà nói đến cái sự bạo động ngày 6 tháng Giêng, là ông Trump là nói thẳng ra đối với đảng Dân Chủ là thủ phạm đầu tiên. Chúng ta thấy rõ điều này qua những cái tờ báo cánh tả. Dạ, đúng như vậy. Bởi vậy nên đó là cái sự kiện lịch sử. Chứ tôi nghĩ rằng đó là cái thông cáo bao giờ đó, khi mà họ lập ra một cái ủy ban như vậy, thì vào cuối ngày sau khi mà họ lấy hết tất cả những cái lời khai của các nhân chứng, mà các viên chức cũng có thể bị subpoena, là có thể bị lấy, có cái chát bắt buộc phải ra để phật khai đó, thì họ sẽ viết một cái report, là viết một cái bản báo cáo. Và cái bản báo cáo đó nó sẽ có cái sự tranh luận ngay trong cái nội dung của cái bản báo cáo đó giữa khối Cộng Hòa và khối Dân Chủ, các thành viên trong đó. Chứ chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ không có một cái bản báo cáo suôn sẻ để mà nộp với Quốc hội Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì một lần nữa đây là một cái trò chơi để mà dàn dựng chuẩn bị cho năm 2022 là năm tới. Mà rất là quan trọng, thưa quý vị, tại vì về phía Cộng Hòa họ chỉ cần thắng thêm 7 hoặc là 8 phiếu dân biểu mà thôi, là họ có thể họ nắm lại khối đa số của Hạ viện. Và nếu mà họ nắm được bên Hạ viện chỉ cần một viện mà thôi, thưa quý vị, là họ có thể ngăn chặn tất cả những cái chính sách
mà khối Cộng hòa hoặc là khối bảo thủ họ không muốn thấy chính quyền Biden thúc đẩy hoặc là thông qua, thưa quý vị. Xin mời thị trưởng ta được trí. Dạ thì cái việc mà thành lập ủy ban này đó thì hoàn toàn là với những cái mục đích về chính trị. Và khi mà nói về lịch sử Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy được trong lịch sử Hoa Kỳ đề cập tới khá nhiều vấn đề. Chắc chắn rằng cái những cái sự việc mà xảy ra ngày 6 tháng Giêng 2021 đó, đó dù muốn dù không đó, cũng sẽ được lịch sử Hoa Kỳ lặp lại. Tuy nhiên cái mức độ mà để cho mà người ta nghĩ đến nó là nó lớn lao hay không á, thì thật ra tới giờ phút này đó chúng ta cũng không biết được. Có thể là phải đợi tới vài năm sau, 5 năm sau hay 10 năm sau đó, khi mà nhắc lại cái việc này đó, thì lúc đó đó những người đời sau người ta sẽ suy nghĩ cái này, là cái này nó ảnh hưởng như thế nào cho các thế hệ về sau. Bởi vì như là chúng ta thấy đó là trong những tháng vừa qua đó, nếu mà nói về tình hình thực tế trong Hoa Kỳ thì đa số người dân Hoa Kỳ đó thì người ta bị ảnh hưởng khá nặng bởi cái vấn đề đại dịch, rồi cái vấn đề việc làm. Thành ra những cái vấn đề biến động chính trị đó 6 tháng vừa qua tương đối, chúng tôi chỉ dám dùng chữ tương đối thôi, tạm lắng xuống. Tuy nhiên cái thực tế cho thấy đó là cái cuộc tranh cử tổng thống 2020 vừa qua đó đã tạo nên phải nói là khá nhiều cái sự chia rẽ ở tại Hoa Kỳ. Và phải nói là cái sự này nó đã diễn ra trong khá nhiều cộng đồng, không chỉ riêng cộng đồng nào, mà là trở thành một cái đề tài để mà nhiều khi ở trong gia đình có những cái cuộc tranh cãi. Thành ra chúng tôi chỉ hy vọng rằng tất cả những cuộc tranh cử hiện nay đó đã qua hết rồi. Và cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới là chúng ta hướng tới tương lai. Chúng ta hy vọng rằng cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ có cái sự hợp tác để đưa ra những cái chính sách phù hợp để mà có thể giúp cho Hoa Kỳ vẫn giữ được vị trí siêu cường số 1. Lại xin cảm ơn hai vị rất là nhiều. Chúng tôi sẽ xin đặt một cái vấn đề nhỏ ở đây. Tức là dĩ nhiên cái ủy ban này họ sẽ hoạt động và sau đó thì sẽ tìm kiếm tất cả những cái chi tiết. Và rồi kết quả của nó như thế nào? Nó sẽ được thể hiện qua cái kết quả của cuộc bầu cử ít ra là năm 2022. Qua đó thì các cử tri sẽ đánh giá rằng cái điều tra của ủy ban này có đúng đắn hay không. Và nếu như mà phía Cộng hòa giành lại được Hạ viện thì chắc chắn đó là câu trả lời rõ ràng. Đó là cái việc làm của ủy ban này là một vấn đề vô ích. Chúng ta sẽ chờ xem cái điều này nó sẽ xảy ra như thế nào. Tuy nhiên về cái hậu quả mà của cái việc làm này nó diễn ra thì chúng ta thấy chắc chắn nó sẽ được ghi lại trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ muốn tiến tới một cái vấn đề là ủy ban này thành công hay thất bại sẽ chứng kiến ra được những cái lời giải đáp vào kết quả của kỳ bầu cử năm 2022. Quý vị nghĩ điều này có đúng hay không? Chúng tôi mong rằng đó, thưa anh Dũng và thưa quý vị, đó là trong một tất cả những cái mục tiêu của những cái loại ủy ban như vậy và cái quy chế và cái tôn chỉ họ làm việc đó là họ muốn có những cái câu trả lời cũng như là tìm sự thật, chứ không phải là chỉ có lập ra những cái ủy ban để mà tạo ra một cái diễn đàn. Và đây chắc chắn rằng là các vị chính trị gia họ muốn làm cái việc này, tạo ra một cái diễn đàn trên quốc gia với rất nhiều các cơ quan truyền thông báo chí đến để mà chiếu cố, để mà một lần nữa phơi bày những cái xấu xí nhất, những cái tội phạm của các chính khách của Đảng Cộng Hòa trong cái ngày hôm đó, ngày 6 tháng Giêng năm 2021, thưa quý vị. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhất đó, và người dân Hoa Kỳ nếu mà họ có muốn gì và cử tri họ muốn gì từ cái ủy ban hoặc là từ tất cả những cái cuộc điều tra, trước hết là phải công khai và phải công bằng và minh bạch. Thứ nhì nữa đó là phải có những cái solution, là phải có những cái giải đáp và cũng như là biện pháp để mà cố gắng giải quyết, không riêng học được từ cái kinh nghiệm của mùng 6 tháng Giêng vừa qua và rút những cái kinh nghiệm đó để mà ra những cái chính sách cần thiết, những cái luật lệ cần thiết để ngăn chặn những cái việc mà nó có thể xảy ra trong tương lai, tái lập lại mà nó gây cái sự tổn thương rất là nặng nề cho nền dân chủ tại Hoa Kỳ, thưa anh. Dạ, xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí. Dạ, thưa, đúng là như vậy. Cũng như là chúng ta cũng nhớ lại cái hồi mà trận chiến tại Iraq á, thì sau đó đó thì Hoa Kỳ, các chính khách của Hoa Kỳ cũng lập ra một ủy ban để
xem cái việc Hoa Kỳ tham chiến tại Iraq cũng như lật đổ Saddam Hussein đó là có hợp lý hay không. Thì anh Dũng cũng như là luật sư Trần Thế Văn cũng thấy vào thời điểm đó đó, lúc đầu thì các cơ quan tình báo CIA cũng đưa tin ra, cũng đưa ra một số những cái hình ảnh, và sau đó thì một số chính khách của Hoa Kỳ cũng đưa ra quyết định rằng phía Saddam Hussein có những cái vũ khí hóa học, và cái việc là đã dẫn tới là Hoa Kỳ đã có cái sự tham dự quân sự tại Iraq. Và sau đó đó thì cái việc mà Hoa Kỳ ở lâu tại Iraq đó, rồi những binh sĩ Hoa Kỳ bị tổn thương, bị tử nạn, đã khiến cho người dân Hoa Kỳ người ta tạo nên một làn sóng bất bình. Và chúng tôi nhớ thời đó nó cũng lập ra một ủy ban để mà điều tra. Và khi mà ủy ban rồi sau đó là đưa ra một cái kết luận rằng cái việc mà Saddam Hussein mà có vũ khí hóa học là hoàn toàn không có. Và cái việc mà Hoa Kỳ vẫn có sự hiện diện về mặt quân sự an ninh tại Iraq đã khiến cho tốn hao rất là nhiều những tài nguyên của Hoa Kỳ. Và cũng vì cái cuộc chiến tại Iraq mà vào cái thời đó, cái uy tín của Tổng thống George W. Bush cũng bị ảnh hưởng vào thời đó. Thì cái thời đó cũng có lập ra một cái loại ủy ban để mà điều tra xem cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ cũng như cái sự tham chiến của Hoa Kỳ tại Iraq, cái mức độ nó như thế nào là thích hợp và như thế nào là không thích hợp. Dĩ nhiên là tất cả những cái cuộc điều tra hoặc là những cái hoạt động của các cái ủy ban liên quan đến những vấn đề này thì trước hết, như trong phần trình bày của hai vị đại khách mời ngày hôm nay, thì nó cũng là một cái vấn đề liên quan đến vấn đề chính trị. Mà tuy nhiên chúng ta sẽ chờ xem kết quả của năm 2022 như chúng tôi vừa thưa cùng quý vị, nó sẽ thể hiện như thế nào, thì qua đó chúng ta lại có thể đánh giá ngược lại với cái cách hoạt động của ủy ban do Hạ viện thành lập nhằm điều tra về các sự kiện liên quan đến ngày 6 tháng Giêng. Dĩ nhiên đây cũng là một cái điều cần thiết theo nhận định của một số tờ báo, và chắc chắn rằng tất cả những điều kết luận của ủy ban này chưa chắc, nếu mà nó viết ra thành một cái nghị quyết nào đó thì chắc chắn cũng phải được thông qua của lưỡng viện Quốc hội, và lúc đó thì chúng ta cũng biết rằng ủy ban này hoạt động có hiệu quả hay không và có mang lại một cái tiếng nói trung thực mà Hoa Kỳ sau đó sẽ đưa vào lịch sử của mình hay không. Chúng ta sẽ chờ xem. Cảm ơn phần phân tích của nhị vị. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng bước sang một cái đề tài thứ hai, mà đề tài này là do thị trưởng Tạ Đức Trí lựa chọn. Đó là liên quan đến cái việc mà hiện nay trên thế giới đang phải đối đầu với cái việc khủng bố về các an ninh mạng ngày càng lớn. Người ta thường gọi đó là cyber attack hoặc là ransomware attack. Trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có vẻ như là quen thuộc với những cái cụm từ này, là vì nó thực sự đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và những cái vụ mới nhất đây là liên quan đến cái pipeline, cái đường ống dẫn dầu của Hoa Kỳ, và làm cho giá xăng dầu vào thời điểm đó nó đã gia tăng. Bên cạnh đó là cái công ty mà sản xuất và chế biến thịt lớn của Hoa Kỳ, JBS, cũng đã bị ảnh hưởng, và thậm chí họ đã phải thương lượng một số tiền để mà trả cho những cái tin tặc này để có thể tái hoạt động trở lại. Điều này nó diễn ra dường như là không phải tại Hoa Kỳ không thôi, nhưng trên toàn thế giới người ta đã chứng kiến những hậu quả mà nó mang lại. Trong thời gian vừa qua thì mọi cái ngón tay chỉ điểm đều hướng về phía Nga hoặc là phía Trung Quốc. Một số các cái phản ứng của các quốc gia trên thế giới chúng ta đã thấy rõ ràng rồi. Tuy nhiên, một cái vấn đề quan trọng khác đó là tại Hồng Kông. Năm 2014 thì chính quyền Hồng Kông cũng đã cảm thấy rằng mình bị ảnh hưởng và đe dọa với những cái hoạt động dân sự của họ, những cái hoạt động liên quan đến các hoạt động dân chủ. Và những phong trào này đã bị đả phá bởi tin tặc một cách mãnh liệt. Những câu hỏi được đặt ra là liệu những việc này có phải là sự can thiệp từ phía Trung Quốc hay không? Tuy nhiên, dấu chỉ cuối cùng vẫn hướng đến về phía Nga. Như vậy thì trong thời gian sắp tới đây đó, phong trào dân chủ tại Hồng Kông hoặc là chính quyền Hồng Kông sẽ đáp ứng điều này như thế nào, phản ứng với điều này như thế nào? Chúng tôi xin trước hết xin mời thị trưởng Tạ Đức Trí phân tích một số các điểm. Dạ, thưa anh Dũng cũng như là thưa tất cả quý đồng hương, trước hết chúng tôi xin phép thưa đưa ra những cái khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Biden. Thì khi mà còn là ứng cử viên thì Tổng thống Biden đã đưa ra cái khẩu hiệu rằng khi mà ông trở thành tổng thống đó, thì cái chính sách đối ngoại của ông sẽ rất là cứng rắn đối với lại Nga. Và khi mà nói với Nga đó thì những cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Nga thì chúng ta cũng không có xa lạ gì, tức là vừa cứng vừa mềm.
có lúc thân thiết nhưng mà có lúc vô cùng lạnh nhạt. Thì cái vấn đề mà an ninh mạng hay là tin tặc đó đã và đang xảy ra, có thể nói rằng nó trở nên một cái là một cái vấn nạn của rất nhiều quốc gia trên thế giới khoảng chừng hơn một thập niên qua, với cái sự phát triển rất là vượt bậc của công nghệ thông tin. Thì cái vấn đề an ninh mạng á, là một cái vấn đề mà rất nhiều các quốc gia hiện nay đó, người ta rất là lo sợ cũng như người ta rất là quan tâm. Bởi vì cái sự phát triển về kỹ nghệ thông tin đó đã khiến cho rất nhiều những cái hệ thống vi tính và điện toán, cũng như là hệ thống những cái mạng lưới an ninh của tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng. Và đối với một số quốc gia này muốn phá quốc gia kia đó, thì họ đã mướn những cái chuyên viên rất là giỏi về an ninh mạng để họ có thể đi vô những cái trang mạng, đặc biệt là những cái bộ khá quan trọng như là bộ quốc phòng của từng quốc gia, để mà họ tìm hiểu thêm những cái tin tức, những cái thông tin cần thiết. Để và cái sự quấy rối về an ninh mạng của các quốc gia, đặc biệt là từ Trung Cộng, Nga hay là Bắc Hàn, cố gắng để mà xâm nhập vô hệ thống những cái bộ quan trọng của Hoa Kỳ như là tình báo hay là quốc phòng của Hoa Kỳ, khiến cho chính phủ Hoa Kỳ càng quan tâm hơn nữa. Bởi vì cái việc này đó, với cái kỹ nghệ thông tin đó, chuyên viên và tin tặc đó, người ta có khả năng để người ta mở khóa đi vô để mà lấy những cái tin có cái tính chất là bảo mật. Thành ra chính vì vậy mà trong những ngày vừa qua, Tổng thống Biden ông có đưa ra lời tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ phải có những cái phản ứng về cái sự xâm nhập về tin tặc và những cái nguồn tin của Hoa Kỳ cho biết rằng những cái mấu chốt, những cái nguyên nhân mà đang có tấn công vào hệ thống an ninh của Hoa Kỳ đó là từ Nga. Cái việc mà Nga và Trung Cộng cách đây khoảng trong vòng vài năm vừa qua, cả hai quốc gia này có cái sự hợp tác về vấn đề an ninh mạng, phải nói đúng hơn là vấn đề an ninh mạng. Hai quốc gia này có cái sự hợp tác bởi vì chúng ta thấy được hai quốc gia này không muốn Hoa Kỳ tiếp tục đứng ở vị trí số 1 về vấn đề kinh tế cũng như về vấn đề quân sự. Thành ra cái vấn đề an ninh mạng mà có những cái sự tấn công từ phía Nga đó, Hoa Kỳ đã có đầy đủ những bằng chứng. Và chúng ta phải đợi trong những ngày sắp tới phía Hoa Kỳ cũng như Tổng thống Biden có những cái phản ứng cụ thể nào hay không. Hai là cũng chỉ là những lời tuyên bố giống như những lời tuyên bố của các vị nguyên thủ quốc gia. Dạ vâng, xin mời luật sư Trần Thái Phát. Dạ, nếu nói về cái vấn đề này đó, đây là một cái vấn đề rất là nhu khê, tại vì nhiều người chúng ta không có thấy cái tầm quan trọng hoặc là cái sự rất là thất hại về những cái tin tặc hoặc là những cái việc mà phải nói là những cái thủ đoạn hoặc là cái môn bài mà các tin tặc từ bên Nga cũng như là bên Trung Quốc họ đang tấn công. Mỗi năm có hàng ngàn các vụ tấn công như vậy mà chúng ta không biết đến với các cơ sở thương mại, đến với các cơ quan của chính phủ, thưa quý vị, từ các cấp khác nhau. Bởi vậy đây là một cái vấn đề mà Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là chính quyền Biden cần phải làm việc và phối trí với chính quyền tiểu bang và địa phương để mà cố gắng có một cái kế hoạch chiến lược để mà bảo vệ cái sự an ninh của Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta nói như vậy nó vẫn còn rất là mơ hồ, thưa quý vị, thì chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị một số cái dữ kiện mà nó rất là thực tế như vậy. 85% tại Hoa Kỳ, 85% của những cái tài sản hoặc là những cái công việc, sự kiện mà liên hệ đến cao tầng kỹ nghệ. Khi mà chúng tôi nói cao tầng kỹ nghệ là cái gì, là điện nước nè, về những điện nước, cầu cống cũng như là ngân hàng, thưa quý vị. Đó là một số, là 85% những cái kỹ nghệ này đó được chủ là của các công ty tư. Bởi vậy nên chính các công ty, đại công ty tư này họ cũng có những cái hệ thống để bảo vệ an ninh, nhưng mà họ cần cái sự giúp đỡ cũng như là phối trí làm việc rất là chặt chẽ với chính quyền liên bang, với các cơ quan nội an và những cái cơ quan được lập ra trong Bộ Quốc phòng. Mà hiện giờ đó là những cái cơ quan này họ vẫn chưa có một cái kế hoạch
toàn diện, thưa quý vị, mà cần phải có cái khả năng tài chánh của Quốc hội để mà thúc đẩy và vẽ ra một cái kế hoạch toàn diện để bảo vệ cho Hoa Kỳ. Chính ông Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng nói rằng đó là trong vài năm tới chúng tôi sẽ xin Quốc hội 7 tỷ Mỹ Kim để mà có một cái hệ thống để mà củng cố lại cái nền an ninh mạng cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cái số tiền này quá ít, thưa quý vị. Thật sự mà nói, nếu mà nói riêng về cái ngân sách của Bộ Quốc phòng không thôi đó, năm tới này là hơn 700 tỷ Mỹ Kim một năm. Mà nếu mà chỉ chi có 7 tỷ Mỹ Kim mà nói đến bảo vệ cái quyền hoặc là cái sự an ninh của cái hệ thống Internet là mạng của Hoa Kỳ, thì chúng tôi nghĩ rằng đây cái số này nó không có đủ. Thứ nhì nữa đó là trong năm vừa qua, năm nay mà thôi nè, đã có bị thất thoát 20 tỷ Mỹ Kim rồi về cái sự tin tặc mà xảy ra. Nhiều cái thông tin tin tặc mà quý vị có thể nghe về JBS là cái hãng hãng thịt hoặc là của SolarWinds, và kể cả Microsoft cũng đã bị tấn công từ bên bên Trung Quốc, thưa quý vị. Mới chỉ là 20 tỷ Mỹ Kim là nói về cái hậu quả về phương diện kinh tế ngay lập tức mà thôi, nhưng mà cái quan trọng không kém, cái vấn đề quan trọng không kém nữa, thưa quý vị, đó là cái sự lũng đoạn cũng như là thao túng của những tin tặc mà họ tấn công những cái công ty cũng như là những cái cơ sở rất là quan trọng như vậy, là nó làm tê liệt hoặc nó gây nhiều cái sự khủng hoảng và mất sự bình an hoặc là ổn định của cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó mới là cái mục tiêu mà chúng tôi nghĩ rằng Nga cũng như là Trung Quốc muốn nhắm đến, là cứ tạo ra những cái sự bất ổn như vậy tại các nước Tây Phương và nhất là Hoa Kỳ, tại vì họ có những cái kế hoạch cũng như là những cái chiến lược để mà làm cái việc này trong một cái chiến lược toàn diện để mà đả phá Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia cường quốc đầu tiên trên thế giới hiện giờ. Đây là một cái vấn đề mà chính phủ Biden cũng như là các chính khách bên ngành lập pháp họ cần phải rất là thận trọng, tại vì chúng ta thấy rất là rõ rằng nó là có một cái kế hoạch để mà thao túng nền kinh tế cũng như là nền an ninh của Hoa Kỳ hiện giờ. Và ngay trong lúc này, theo chúng tôi biết đó là họ cũng đang, Nga và Trung Quốc cũng đang có những cái nỗ lực để mà ăn cắp, nói thẳng ra đó là ăn cắp những cái formula của vaccine bên Mỹ, bên Hoa Kỳ, và họ đã tung ra nhiều những cái nỗ lực để mà cố gắng lấy những cái tin tức đó từ các laboratory, là các phòng thí nghiệm cũng như là các đại học và các, nhất là các nhà thương nữa, quý vị. Bởi vậy nên đây là một cái chiến lược toàn diện của họ mà không không phải là mới đây, thưa quý vị, đã có vài chục năm nay rồi, nhưng mà những cái tin tức này nó bắt đầu nó được phổ biến một cách rộng rãi hơn, tại vì cái cách hoặc là cái hậu quả của những cái tin tặc này nó ảnh hưởng đến tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cái điều mà luật sư Trần Thái Văn vừa trình bày đó, chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng trong báo chí của Hoa Kỳ vào những ngày vừa qua, mới nhất là cái vụ cuối tuần vừa rồi trong ngày lễ độc lập, thì báo chí cũng đã đăng, và cái việc tin tức mà báo chí đăng trong cuối tuần vừa qua cũng gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Joe Biden rất là lớn. Các tin tức cho rằng là tin tặc tội phạm có trụ sở tại Nga được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công và khóa máy tính của khoảng từ 800 đến 1.500 các tổ chức và xâm nhập thông qua các nhà cung cấp phần mềm, chẳng hạn là Kaseya, Garrett DeVink, Aaron Gregg và Rachel Lerman. Và qua đó thì họ, những cái nhóm tin tặc này đang đòi hỏi một số tiền chuộc khoảng 70 triệu Mỹ Kim để có thể mở khóa máy tính ở nhiều doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ. Một số các cái trường học ở New Zealand cũng bị ảnh hưởng trong vấn đề này, và một chuỗi các cửa hàng tạp hóa của Thụy Điển cũng bị ảnh hưởng về vấn đề này. Một số các dư luận thì cho rằng là chính quyền Tổng thống Joe Biden hành động chưa đủ để đáp ứng lại những cái sự tấn công này từ phía Nga hay là Trung Quốc. Trong cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Vladimir Putin tháng trước đây, thì ông đã trao cho ông Putin một số các cái danh sách những cái doanh nghiệp mà nói rằng Nga không nên đụng tới những doanh nghiệp này, và nếu như thực sự Nga đụng tới, Hoa Kỳ sẽ có một cách đáp trả. Lời đe dọa đó có vẻ như không ăn thua. Bên cạnh đó thì như luật sư Trần Thái Văn trình bày, 7 tỷ đô la nhằm để hỗ trợ cho cái việc mà làm
gia tăng cái sự an ninh của hệ thống Internet của Hoa Kỳ có vẻ như là không đủ. Nhiều người đổ lỗi là chính quyền Tổng thống Joe Biden làm chưa đủ sức để mà có thể phản ứng lại trước những cái sự tấn công của Nga, của Mỹ, của Nga, của Trung Quốc, chưa kể đến là Bắc Hàn hay là Iran. Như vậy điều này có đúng hay không, thưa thầy Trịnh Tạ Đức Triết? Dạ thưa anh Dũng, điều này thật ra nó cũng có phần đúng. Tại chúng ta thấy được các chính khách của hai đảng, chúng tôi xin phép thưa là cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đó, họ có quá nhiều những cái nghị sự mà liên quan tới cái cuộc tranh cử mà họ đấu đá về vấn đề chính trị. Quá nhiều, phải nói là sau hơn 6 tháng qua vẫn còn cái việc này xảy ra. Thành ra cái rất nhiều những cái việc như là chính sách đối ngoại đó, thì chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ phải có những cái chính sách mà tương đối là chi tiết hơn nữa để mà chống lại cái việc xâm nhập tin tặc. Luật sư Trần Thanh Văn có đưa ra một cái điểm nó cũng khá là lý thú mà hay, là cái vấn đề mà cái sự tấn công tin tặc từ phía Nga hay Trung Cộng nó không chỉ đơn giản là nhắm vào các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, mà đối với những cái doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng. Thành ra khi mà nói tới vấn đề nhà băng ngân hàng thì chúng ta thấy hiện nay đó rất là tiện dụng. Có thể nói là trong 5-6 năm vừa qua có những cái việc mà phát minh ra app để trên cell phone để mà người sử dụng có thể chuyển tiền ra vô trong cái chương mục của mình bằng cell phone cầm tay. Thì cái việc này, cái việc làm phải nói là rất là tiện lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó đó, thì khi mà tin tặc mà họ mà đã có những cái ý đồ tội phạm đó, họ sẽ cố gắng, họ sẽ xâm nhập vô những cái hệ thống ngân hàng. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là nó ảnh hưởng tới trực tiếp tới đời sống của những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Thành ra khi mà nói tới tin tặc đó, là chúng ta thấy được cái sự xâm nhập tin tặc của các quốc gia đang đối nghịch với Hoa Kỳ, nó phải nói là đây là một cái chuyện nó vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ nhắm vào các cơ quan chính phủ, mà đối với lại những người dân bình thường, cũng như là đối với lại doanh nghiệp. Thành ra khi mà đưa ra cái chính sách là 7 tỷ Mỹ Kim đó, chúng ta tưởng là nhiều, nhưng mà rất là ít. Bởi vì khi mà đụng vô đó, cái vấn đề mà chống lại tin tặc đó, phải mướn rất nhiều những chuyên viên. Bên cạnh đó đó, phải có những cái hệ thống máy móc hay là server rất là tối tân và hiện đại. Mà khi mà chuyên viên hay là máy móc hay là dụng cụ đó, cái này nó tốn phí rất là nhiều. Mà khi mà lập ra, Hoa Kỳ thật ra là hơn một thập niên qua, Hoa Kỳ đã lập ra những cái đội ngũ này rồi. Nhưng mà cái vấn đề tấn công tin tặc càng ngày càng gia tăng, thành ra Hoa Kỳ cần phải lúc nào cũng mướn thêm những chuyên viên để mà có thể chống lại cái sự xâm nhập và đánh phá từ phía những cái quốc gia như là Nga, Trung Cộng, Iran hay là Bắc Hàn. Xin mời luật sư Trần Thế Văn. Dạ, chúng tôi không biết còn phải nói gì hơn, đó là chắc chắn rằng trong những ngày tháng tới sẽ vẫn còn tiếp tục những cái nỗ lực của bên Nga cũng như là Trung Quốc và các quốc gia đối nghịch như là anh Chí nói, là Bắc Hàn cũng như là Iran, để mà gây lũng đoạn và gây bất ổn trong cái nền kinh tế cũng như là an ninh của Hoa Kỳ qua đường mạng. Cái việc này như chúng tôi đã trình bày đó, mỗi năm có cả hàng ngàn những cái nỗ lực này nó xảy ra rất là âm thầm mà chúng ta không biết được. Chỉ có những cái sự lũng đoạn lớn hoặc là có những cái nỗ lực mà họ giật sập cái system, là cái hệ thống internet của những cái công ty lớn, mà nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Mà anh Chí nói rất là đúng, thưa quý vị. Nếu quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà cái hệ thống ngân hàng qua internet, qua computer của chúng ta mà bị virus, là bị những cái con virus đó mà nó gây hỗn loạn, và cái system, cái hệ thống trung ương của các ngân hàng này bị giật sập đó, thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ trong vòng một tuần thôi nó sẽ xảy ra làm sao, và nó sẽ gây biết bao nhiêu cái sự rối loạn và bất ổn cho Hoa Kỳ. Đó chỉ là một cái khía cạnh mà thôi, chứ chưa nói đến về phương diện về giáo dục, về y tế, cũng như là nhiều cái khía cạnh khác, hoặc là những cái công việc khác mà hiện giờ đó hoàn toàn chúng ta là dùng computer, dùng mạng để mà làm việc và sinh hoạt hàng ngày, thưa quý vị.
Điều đó rõ ràng chúng ta đã thấy chứng kiến qua cái việc mà đường ống dẫn dầu nó bị tin tặc xâm nhập phẩm ạ trong tháng trước. Thì điều này nó ảnh hưởng ngay lập tức về giá cả xăng dầu, và người tiêu dùng đã cảm thấy là đụng chạm đến cái túi tiền của mình. Một cái điều mà chúng ta có thể tin tưởng rằng dĩ nhiên chính quyền Hoa Kỳ, người ta nói rằng Tổng thống Joe Biden cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với Nga. Mà cái việc và với lại là bản thân của ông Joe, của ông Vladimir Putin, xuất thân là một gián điệp kỳ cựu của GRU hoặc là của KGB, thì chắc chắn là cái điều mà ông ta nói trên cái bàn gặp gỡ, cái bàn nghị sự, chắc chắn là nói vậy mà không phải vậy, phải không ạ? Dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ không thể là bằng những cái cách đối ứng một cách bình thường bằng đường lối ngoại giao, mà lực lượng quốc phòng, lực lượng tình báo của Hoa Kỳ không phải là trò đùa. Do đó mà chúng ta vẫn tin tưởng rằng Hoa Kỳ có đủ sức để chống chọi những cái điều này. Và dĩ nhiên Nga và Trung Cộng là những quốc gia đánh du kích rất là giỏi, lựa lúc mà chúng ta không để ý, lơ là một chút thì họ có thể làm những cái điều gì đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn tin rằng Hoa Kỳ sẽ vượt qua tất cả điều này, có đúng không ạ? Cảm ơn sự đồng ý của hai vị. Vâng, thưa quý vị, và với phần vừa rồi thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Quan điểm trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, cảm ơn sự hiện diện của hai vị khách mời đã tạo cho chương trình có nhiều cái chi tiết thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.